Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Mister. Anh em biết đấy, Lý Trường Thọ là nhân vật chính trong tiểu thuyết Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vĩnh Vàng, cùng với hoạt hình Sư Huynh A Sư Huynh. Quyển sách này được sáng tác bởi tác giả Ngôn Quy Chính Truyện, trọng sinh ở thượng cổ thời đại trước phong thần đại chiến. Lý Trường Thọ trở thành một cái nho nhỏ luyện khí sĩ. Ok, vào cái link ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một số thông tin về Lý Trường Thọ này nhé. Trước khi đi vào chủ đề click ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh hộ mình nhé. Đầu tiên là một số thông tin cơ bản. Tên là Lý Trường Thọ, biệt danh thì là Lý Trường Thanh, Tiểu Thọ Thọ, Thủy Thần, Thái Bạch Kim Tinh, Cửu Thành Bát, Giáo Chủ Ca Ca. Giới tính là nam, đăng tràng ở tiểu thuyết Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng. Đăng tràng ở hoạt hình thì là Sư Huynh A Sư Huynh. Tuổi thì hơn 1.000 tuổi. Tiếp theo là năng lực của Lý Trường Thọ. Cảnh giới: quyết chiến Hồng Quân trước là chuẩn thánh siêu cường, có thể cùng tiếp dẫn đánh tới có lui. Quyết chiến Hồng Quân sau, một lần rơi xuống kim tiên yếu nhất, sau đó dùng kim đan tu luyện đại đạo khôi phục một bộ phận thực lực. Nguyên thần thứ hai thì là Hư Bồ Đề, đạo hiệu thì là Trường Canh Đạo Nhân, xưng hào thì là Thái Thanh Nhị Đệ Tử, nhân giáo Tiểu Pháp Sư, đạo môn Người Nói Chuyện, Cửu Thành Bát, Long tộc, Phượng tộc, Vu tộc Cứu Vớt Giả, Yêu tộc Hủy Diệt Giả, Đại Đức Hậu Thổ Thủ Hộ Giả, Tây Phương Giáo Sĩ Quan Nhân, Đăng Nhiên Khắc Tinh, Vân Tiêu Tiên Tử Chuẩn Đạo Lữ, Thiên Đình Quyền Thần, Nhị Thiên Đế, Hàng Nga Tiên Tử Chuyện Xấu Bạn Trai, Phong Thần Đại Kiếp Chủ Kiếp Nhân, Thí Thánh Giả, Số 1 Chạy Trốn, Nhân tộc Tân Hỏa Đại Đạo Truyền Thừa, Ổn Giáo Giáo Chủ. Thần vị là Thái Bạch Kim Tinh, Nhị Giai Chính Thần, Đại Đạo Chi Đình Thủ Hộ Giả. Đại đạo thì là Quân Hành Đại Đạo Bản Thể, Giải Không Đại Đạo Nguyên Thần Thứ Hai. Về công pháp thì là Thái Thanh Đạo Hàm Bát Cửu Huyền Công. Thần thông thì là Quy Tức Bình Khí Quyết, Tả Kim Thành Pháp, Tiễn Chỉ Thành Nhân, Tát Động Thành Binh, Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông Bộ Phân, Độn Pháp Tam Thập Tam Thiên, Không Minh Đạo Tâm, Hiền Giả Thì Khắc, Bát Cửu Huyền Công, Khai Môn Độn, Tiết Khí Hóa Thanh, Đại Đạo Vạn Vật Quân Hành Đẳng. Sở thuộc thế lực thì là Thiên Đình, Nhân Giáo. Quản hạt thế lực thì là Hải Thần Giáo, Lâm Thiên Điện, Tiên Minh. Tiếp theo là các pháp bảo của Lý Trường Thọ. Đầu tiên là Tiên Thiên Linh Bảo, Hoàn Chỉnh, Đả Thần Tiên, Tương Tư Bảo Thụ, Ngũ Hành Ninh Châu, Tàn Quyết, Lục Thần Thương. Hậu Thiên Linh Bảo thì gồm có Hoàn Chỉnh, Xuyên Tâm Tỏa, Đại Vũ Trị Thủy Đồ, Trảm Tiên Phi Đao. Tàn Quyết thì gồm có Lạc Bảo Đồng Tiền, Nhất Mai, một mai khác nằm trong tay của Vân Tiêu, Diệt Nhân Kiếm. Thần Quyền Bảo Khí, Chân Vũ Tạo Giác Kỳ là Huyền Thượng Vô Khuyết, Tứ Hải Đại Thần, Thủy Thần cho đến Thái Bạch Kim Tinh. Đặc thù thì gồm có Phương Chu là Côn Bằng Hào. Quan hệ nhân mạch: sư phụ Thái Thanh Thánh Nhân, Tề Nguyên, dị cố chuyển thế thành Khương Tử Nha. Sư huynh Huyền Đồ Đại Pháp Sư, sư muội thì là Lam Ninh Nga. Đệ tử là Long Cát, Đại Bằng Điểu, Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Hình Chỉ, Đạo Nhân Đại Thụ. Lý Chí Dũng là vị đại lão Thiên Đình tối hậu nhất, Thư Trung Giác Sắc. Đạo lữ thì gồm có Vân Tiêu, Lam Đinh Nga. Hảo hữu thì gồm có Ngao Ất, Triệu Công Minh, Bạch Trạch, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Khổng Tuyên. Đồng liêu thì gồm có Đông Mộc Công, Nguyệt Não, Dương Tiễn, Hàng Nga, Trường Thọ Giá Thị Thiên Đế Tâm Phúc, Thiên Đình Bà Thủ. Lữ nhi thì gồm có Lý Linh Nhi. Ok, trên đây là một số thông tin về nhân vật Lý Trường Thọ trong tiểu thuyết Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vĩnh Vàng, cùng với hoạt hình Sư Huynh A Sư Huynh mà mình biết. Anh em thấy mình có thiếu điểm gì hay còn thắc mắc điểm nào thì hãy để lại xuống bình luận cho mình. Clip của mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.